Rồi, xin chào anh chị em nhá. Hiện tại thì mình đang đi như thế này, đó là bên Hồ Thiên Nga đây, Hồ Thiên Nga bên phải đây luôn này. Đó, mình sẽ di chuyển về khối biệt thự Đào. Thế hiện tại thì em Quỳnh là đang di chuyển từ khu West Bay về nhá. Đó, thì như anh chị thấy này, đấy, bên phải Hồ Thiên Nga. Ở đây thì vào cuối tuần thì khách ở nội khu, khách ở bên ngoài, nội đô, các tỉnh người ta về đây đó, nướng BBQ ở những cái khu này. Ở đây thì cái dịch vụ BBQ thì nó rất là thuận lợi, nó khu hồ này đó. Thì rất là thuận lợi để cho những cái việc như là picnic này. Đó, ok. Thì cái hồ Thiên Nga này thì khá là rộng, khoảng mấy chục hecta đó, 90 thì phải đó. Chiều dài đâu đó khoảng gần 2 km. Đấy, nguyên cái hồ này thôi. Đây là gọi là lá phổi và là tâm điểm của khu Eco Park. Đấy, ở đây cuối tuần đông lắm. Đấy, chụp ảnh chú biết. Đấy, hôm nay ông chụp ảnh đấy. Đấy, thậm chí là đây thì đôi khi là có những người mà người ta cưới xin đơn giản đến đây chụp. Đấy, một vài kiểu ảnh nó khá là hợp lý, nhưng thực ra chỉ dành cho những đôi gọi là tiết kiệm tiền tí đến đây đỡ chi phí đó. Đó, như anh chị và các bạn đang nhìn thấy đây, phía trước mặt là biệt thự Đào nhá. Đấy, cái cổng kia sau này là cổng nó đi vào khu đấy. Đấy, bên trái thì hiện tại đang bán bên trái nhá. Bên phải thì nhánh đảo lớn thì là Accor với thương hiệu là Metropole, thì người ta cũng đã ký kết hợp đồng ở đây rồi. Đấy, đấy. Đây, mọi người thấy đây là rìa đất này, đấy, cây cối đẹp lắm. Đảo thì bên phải đấy rồi, toàn cây xanh đẹp thôi. Trên làm sao được Eco Park, hệ thống cây xanh ở đây thì cực kỳ là tuyệt vời. Đó, tuyệt vời không ạ? Ở đây mỗi một năm là bác Hà bác có thông báo hết khoảng tầm 2 triệu đô cho cái việc là tu sửa cây cối rồi các thứ, cây xanh đấy, nguyên về hệ cây xanh. Cây xanh thì ở đây được cái là 4 tầng tán, đẹp. Đấy, xe điện này. Sau này thì khu biệt thự Đảo bên phải đây, khác gì Hồ Tây đâu. Khu biệt thự Đảo thì sẽ có du thuyền để đưa đón nội khu. Đấy, mây bách, xe mây bách, hệ thống xe sang, siêu sang ấy. Đấy, đưa đón các thứ cư dân nội khu. Đấy, bên phải chị em nhìn thấy cây cối đẹp lắm. Đây khối đảo đây. Đây là mình đi chậm lại xíu ha. Đấy, đứng lại luôn này. Hệ thống cây cối đang xây dựng. Đấy, mọi người thấy không? Dừa riếc này, đẹp chưa? Đấy. Thế thì hiện tại thì em đang di chuyển xung quanh khu biệt thự Đảo. Hiện tại thì 285 lô thì cũng chỉ còn đâu đó khoảng tầm đó hơn chục lô một xíu thôi, sắp bán hết rồi. Đấy, tiến ra đầu đường tiếp tục đây, đến cái đoạn cua này thì chắc là em sẽ đi chậm lại một tí nhá, cho anh chị em và mọi người ngắm được cái không gian đẹp lắm. Gì chứ ở đây không khí trong lành lắm. Đây là đang mở cửa, đẹp chứ. Đấy, nhìn mọi người nhìn không là đã cảm nhận thì cái không khí ấy. Đằng trước này là mình quay thì thực ra là cái kính ô tô nó hơi bẩn một xíu đấy, chứ còn bên ngoài trời nó trong veo đây này. Đấy, mọi người nhìn chứ. Đấy, trong veo luôn ấy. Đấy, đưa hẳn máy ra ngoài quay. Đấy, khác ạ. Đấy, khác hoàn toàn.
Sau này thì cái khu xung quanh đảo này thì chủ đầu tư cũng sẽ xây dựng thêm một cái làn đường nữa, rộng như thế này, hai làn đường, hai làn đường nha. Tuyệt vời không ạ? Chuẩn bị nha, đến cái xa xa mọi người nhìn thấy nha, đây đúng cái góc cua này, mình tăng tốc lên tí vậy, đúng cái góc cua này thì sắp tới là chính là mọc lên cái khu cao tầng 2 đến 3 tòa đúng ở góc cua luôn này. Đó, mọi người thấy góc cua nha, thì ở đây thì sẽ là đây, mình đổ lại đây. Đó, đó làm một tí, được chưa? Ok. Đó, mọi người nhìn này. Đấy, đây này, lối vào đây này. Thi công cho khu chung cư là CT7 hay còn gọi là Sky Oasis. Đấy. Ok, bước ra ngoài vậy. Cho anh chị em thấy cái không khí nhá. Đấy. Đấy, view này. Khu này thì sắp tới là có 2,5 km đường đi bộ chuẩn Hàn Quốc. Đó. Đó. Nhìn sang phía đối diện thì là khu biệt thự đảo. Đấy, mọi người nhìn đường xá đẹp không? Đó. View trước mặt đấy, trước mặt khu chung cư. Đó. Đấy. Cho mọi người trải nghiệm luôn. Hiện tại ở đây thì chưa có gì nhiều đâu, còn cây thôi. Đó. Rồi, xin cảm ơn anh chị em đã xem hết cái clip của mình. Hẹn gặp lại vào clip tiếp theo.